cao 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 như vậy á, nhưng mà má nhúc da nó hơi cong cong thôi. Nhưng mà biết sao, người ta nói vậy, nói cái bản nhạc đó không phải đẹp, nhưng mà nói vậy là cái dịu dàng, cái thùy vị đó ha, đẹp như nước đó, ý nghĩa là như vậy đó. Mình á có một cổ không biết chữ Việt, một lát á mình mà muốn cái cổ phục vụ cho mình á, mà cổ á coi như phục vụ coi như là không có gì tay kia mình á, mình chửi chữ Việt không sao đâu, cổ không biết nghe đâu, mình không nói lại đâu ha. Đó, cho nên là chửi thoải mái. Ví dụ như ai mà có trong lòng có bực bội gì á, không có kiếm người mình chửi đâu, tại vì là mình năm chửi cái gì tính nghe chửi cổ mình không dịch lại, cho nên yên tâm thoải mái. Em mấy là đúng mét mét là mấy gia đình mình đánh anh vô cục vô luôn cái nhà rồi á. Mình nói với tụi nha, mình đá mỗi người có hai cái ly như vậy đó, cái ly thấp này á là ly uống nước trà, cái ly cao này á là ly hưởng nước trà thơm á. Rồi á mình để cái ly thấp này để cho ly cao à, cầm lên đi ha, cẩn thận nóng á, cẩn thận nóng, cầm bên tay phải ngón cái mình để trên, ngón giữa mình để dưới. Tại vì sao tôi nói trà á, cô ta á là uống trà uống cho chồng công phu đó, cho nên á biết sao nước á là tiền là tài ha. Rồi á cái chiêu này á là coi như là mình chiêu tài tiền trong cho mình á, nhớ là lặt vào nha, chứ đừng có lặt ra là nước là tài cho người khác hết á ha. Ý nghĩa là như vậy á. Một lát muốn cái mình để cho một lát mình á, mọi người tất cả lớn tiếng nói là cháu xài chim bạo ha. Mà nói tiếng Việt đi chị, nói tiếng Việt đi. Qua đây chơi học chữ phổ thông cầu tiếng cho nó hay, khốn rồi. Rồi, chị phải tập cho cái bài chị nói. Rồi, trao xài chim bào bốn chữ dễ lắm mà. Lớn tiếng, càng lớn tiếng tiền tài vô càng nhiều đó nha. Rồi, 1, 2, 3 trao xài chim bào. Nói sữa chua đi, nói là không biết nói. Sữa chua, biết đâu mỗi người một ý thích, người ta muốn uống lạc á, đâu có ít chút, muốn uống tầm đó thì bỏ nhiều. Ở đây mình 40 người á, mình 40 người á, mà mình chỉ cần bỏ một bình như vậy á nha. Cái số lượng không cần bỏ nhiều, chỉ cần bỏ một muỗng thôi. Mình mở ra chồng nó có hai cái lon như vậy nè ha, một muỗng, chồng nó có muỗng sẵn. Ở đây mình nhiều người vậy mà mình bỏ một muỗng á ha. Show deep. Tao quay phim, không quay chụp hình. Thì mới xay ra, sấy ra, sấy khô ra, giống như trà bông vậy đó. Nhưng mà thực tế thì họ không có giết cái con này. Xong rồi cái dấu bà này bỏ vô cơm cho cháu ăn gì đó. Thì cái một năm sau, cũng đến cái mùa đó, thì bà ta mới nói là ủa sao bình thường năm nào tới cái mùa này, cái mùa mà tháng 7, tháng 8 nè, trời lúc đó bên chuyển vàng với đứa cọc thao đó, là lúc đó mới biết cảm ơn cái ông này. Và lúc bấy giờ đó, ông này mới xuất hiện ha và mới nói với bà Tóc Quý Linh là không phải bà tới đây bà chơi, là bà tới không quý trong lòng nơi đây, mà bà hết tình đâu, tại do bà biết cái nhau của con hai đó, cái nhau của con này đó, cái nhau hai đó, thì bà mới nói đó, dân số của họ chỉ có hơn 280 người thôi, chưa đến 300 người. Hiện tại bây giờ thì bữa thống kê gần nhất là 283 hay gì đó.
dân tộc đây là dân tộc ít nhất trong 16 bộ dân tộc Đài Loan, nhưng mà rất nổi tiếng. Nổi tiếng là những cái câu chuyện về Thủy Thạch. Tại vì ông là cái dân tộc cao sinh sống gần gần quan hồ này. Thủy Thạch về khu vực này đó. Ngoài ra thì ngày trước đó còn Nhật Bản cấm chiếm khu vực này, họ cho xây dựng một cái nhà máy thủy điện ở trên cái hồ này. To quá. Nhưng mà bây giờ 6 giờ nhưng mà trời vẫn sáng ha. Thời tiết ở bên này rất là lạ như vậy.
con, 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 con,